Gió thổi to quá, thế là ông bị ngã xuống đây, thế nên nó rách quần mất rồi. Ê, không được, không được, mất hình ảnh quá. Ông già ơi, em thật phải có quà đúng không? Ông già tặng quà cho cháu ạ. Ồ, đúng rồi, ông già Noel thì hay đi tặng quà mà. Thế nhưng mà, đã đến Giáng sinh đâu. Em nhìn thấy bên trong nhà cháu, làm gì có không khí Giáng sinh đâu mà đòi tặng quà. Thôi, để hôm khác đi, ta phải đi đây. 1 hour later. Anh nhìn vào rồi, em nhìn vào rồi. Mau mau ra, mau cho anh đi được gì nữa. Nhanh quá. Tớ phải chọn cái cây thông to nhất ở chợ để mua đây. Wow. Thì ông già nói em mới tặng nhiều quà. Tớ bảo cậu mua cây thông phải cao hơn cả đầu tớ cơ mà. Thấp như thế này, liệu ông già Noel có nhìn thấy không? Không. Tớ hỏi cái cô bán hàng ấy, cô bảo là cái cây này à, mình còn trồng xong là nó lớn còn cao gấp đôi người tớ cơ. Ừ. Nè, em đỡ cùng anh nhá. Con nó nằm xuống. Nặng thế không? Lại chả nặng. Từ, đi ra. Sao em chả nằm lên cây thông? Em không đẹp cây thông. Đây không phải là cái giường ngủ đâu. Đây rồi. Wow. Ốp, cái cây thông này mình phải lắp ghép à cậu? Tớ cũng chưa biết được. Sao lại có mỗi một cành như thế này nhỉ? Ui ôi, nặng thế. Ồ, hình như là mình phải lắp ghép rồi cậu ơi. Ui, nhìn bản đồ. Đâu bản đồ đâu? Đây á. Cái gì cậu ơi? Có hình ông già Noel này, cái quay đúng không? Cái này là cái quay ở dưới gốc chứ không phải là bản đồ đâu Tam ơi. Còn cái này là cái gì đây? Cái tế. À, cái chân để cắm cây thông Noel vào cậu ạ. Bản đồ. Đâu? À, đây là tờ hướng dẫn lắp ghép hàng rào. Còn bên này là hướng dẫn lắp ráp cây thông. Thế là cái cây này là mình phải lắp lên chứ không phải là mang ra đất trồng. Thế mà tớ cứ tưởng là người ta bán cho cái cây thông đang trồng ở đất. Đây ý, là ngôi sao ở trên đầu của cây thông đấy. Trên đỉnh của cây thông. Nặng lắm đây Tam ơi. Bây giờ bọn mình bắt tay vào công việc lắp cây thông thôi. Đầu tiên mình sẽ lắp cái chân đế này trước này. Xòe ra trông nó còn đẹp nữa. À cơ. Để cho nó trông tự nhiên đúng không? Đúng rồi. Chứ không á thì nó sẽ hở các cái gốc này ra nhìn rất là xấu luôn. Đấy, mình sẽ bẻ như thế này ra. Trông thấy nó đẹp em Cam. Phụ giúp anh bẻ đi. A few moments later. Cuối cùng chúng mình cũng đã làm xong cây thông này rồi. Bây giờ gọi ông già nó em đến thôi nhím ơi. Khoan, dừng khoảng chừng 5 giây. Đúng rồi. Tớ cũng thấy có cái điều gì nó chưa ổn cơ. Trông nó ổn á. Trông nó vẫn chưa được đẹp lắm. Chưa có không khí lắm. Liệu ông già Noel có tới không? Còn thiếu topping. Còn thiếu topping nhá. Topping tức là đồ ăn à? Treo đồ ăn lên cây á? Không, ai treo đồ ăn lên cây?
Tớ nhớ ra rồi, cây thông Noel ấy nó phải có rất nhiều những cái đồ trang trí, quả bóng này, chuông này, tất này, quà đầy gốc cây nữa, thì ông già Noel mới nhìn thấy dễ dàng để đến đây. À, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đi sắm đồ trang trí cho cây thông Noel này đi. Wow, ở đây bán nhiều đồ trang trí Noel chưa này. Cái này mình tha hồ mà chọn. Ở đây có cây thông nhỏ này. Ôi, những cây thông này mình còn có cây thông to rồi, lấy cây thông nhỏ làm gì. Ở đây có những cái chuông. Nhưng mà cái chuông này sao lại có một nửa nhỉ? Ồ, nhìn này, kỳ lạ thật đấy. Chuông này, chuông này để treo cửa không nhỉ? Đúng rồi, chuông này treo lên cửa thôi chứ không phải treo lên cây. À, đây, cái gì đây? Những quả bóng màu vàng vàng đỏ đỏ này có thể treo được lên cây thông này. Ở đây có cái dây màu sắc này trông đẹp chưa? Có cả những cái kẹo này, treo vào cây thông cũng được đấy. Mình đi lấy cái này về trang trí. Wow, phía này cũng còn rất nhiều đồ nữa này các bạn ơi. Cái dây màu đỏ này chúng mình cũng có thể quấn quanh cây thông được. Và những cái hình gì này? À, ông già Noel. À không phải, đây là gì? Người tuyết. Đi ra đây xem có cái gì nữa không nè. Ở đây cũng có cây thông Noel này. Đây là cây thông Noel mà người ta đã trang trí rồi. Đây cũng không phải là cửa hàng bán đồ trang trí cây thông Noel đâu. Đây cơ. Cậu ơi, nhiều gấu bông chưa? Chúng mình có thể mua những con gấu bông này về trang trí dưới chân của cây thông cũng được đấy. Đây là những ông già Noel à. Ông già Noel đội chiếc mũ kín luôn cả mặt. Cả những cái con gì đây? Con tuần lộc. Con tuần lộc. Wow, có đủ các kích cỡ luôn. Con gấu bông đẹp nhỉ. Con chuột mà cũng được tham dự Noel cơ à. Đúng rồi, lại còn có cả cái nồi nước đỏ dài luôn. Đợi anh vơi. Càng đi nhanh thế. Đây rồi, bọn mình đã có rất nhiều đồ trang trí ở đây rồi. Bắt đầu trang trí cây thông này thôi. Các cậu đi mà không chờ tớ với. Ôi, tớ chạy theo sau mà mỏi hết cả chân. Nhìn này, các cậu biết tớ mua được những món gì không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng mở đồ ra xem đi. Mở của em trước. Để mở của tớ trước đi. Wow, của tớ nhìn này. Cậu cũng mua con gấu bông này à? Đây à, tớ mua. Cái con này nó như kiểu là một cái con tuần lộc. Không phải con ngựa pony đâu, con cừu hay là con dê ấy. Nhưng mà nó lại mặc bộ quần áo của người. Của cậu mua cái gì? Tớ mua được một cái hình ông già Noel này. À, ông già Noel. Hai con gì đây em Cam biết không? Người tuyết đây. Tớ còn mua được rất nhiều những cái quả cầu pha lê đây này, dùng để treo lên cây thông đây. Quả cầu pha lê á? Sao cậu mua ít thế? Cậu phải mua nhiều như của tớ này, mấy chục quả luôn nha. Phủ các loại hình dáng nha, mỗi loại là hơi nhỏ thôi. Em mua được nhiều lắm đây này. Em Cam mua à? Cầm quả màu vàng. Xong em Cam còn mua mấy cái kẹo mút to khổng lồ này. Ba cái à? Có cái gì nữa không? Ba thanh gậy. Ui, đây là kẹo mút. Hai cái kẹo mút to khổng lồ. Mình là chuyên gia có tâm hồn ăn uống, đi mua đồ trang trí mà toàn mua kẹo khổng lồ thôi. Còn đây là cái gì? Các hộp quà nhỏ. À, các hộp quà này để treo cây thông cũng đẹp đấy. Hết chưa? Hết rồi đây. Thế thì bây giờ bọn mình bắt đầu treo lên cây thông đi. Lung linh là lên luôn. Treo vào đâu bây giờ? Treo vào cái cành này. Ôi, cứ như thế này mà treo vào thôi hả Trang? Đúng rồi, chúng mình sẽ treo vào các cái cành thông này. Nhưng mà phải treo thật cẩn thận, không nào sẽ bị rụng ra đấy. À, đây, mình sẽ phải treo vào bên trong như thế này. Cái quả cầu này của cậu mua to hơn của bọn tớ đấy. Cho nên là chúng mình sẽ đan nó xa xa nhau ra, tẹo đến nơi chúng mình sẽ đan quả to, quả nhỏ lại với nhau. Con của em còn mặt được là con xoay mặt được. Xoay mặt được á? À, quả cầu này bóng, thế nhưng mà cái dây đeo của em Cam đâu, phải có một cái dây treo chứ. Đúng rồi, em Cam phải tìm dây treo thì mới treo được chứ. À, em Cam treo một quả dưới này rồi à. Treo sâu vào nhưng mà nó sẽ bị tuột đấy. Treo sâu ở bên trong như này. Các cậu cứ treo quả của cậu đi nha. Tớ sẽ tự treo quả của tớ. Đấy, những quả cầu nhỏ nhỏ xinh xinh mình sẽ treo ở góc này, mỗi góc một quả. Các cậu ơi, thế những cái hộp quà này mình để ở dưới đất hay là treo lên trên nhỉ? Không, để treo lên cây đây anh ạ. À, hộp quà bé này là mình cũng treo lên, còn hộp quà to mình mới để ở dưới đất đúng không? Đúng rồi. Ok. Đây này, có cái đầu dây để cậu treo được đây này. Mình sẽ treo cái này lên đây. Ui.
sơ suất thôi, tại cây thông này nó trơn quá. Xuống đây. Đây. Theo vào sâu bên trong này này thì nó mới không rơi được. Được rồi đấy. Sau khi treo được hết những quả cầu và hộp quà rồi, bây giờ đến tiết mục treo kẹo nó Cam ơi. Mang kẹo ra đây. Những cái kẹo này to ngon như thế này, mình sẽ treo ở chỗ nào đẹp nhất. Đấy, mình sẽ treo lên đây một cái này. Còn cái này mình sẽ treo ở đây. Ba cái mình sẽ treo làm ba góc các bạn ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Phải treo thật đều nhau thì nhìn cây thông Noel mới đẹp được. Một cái rồi, Cam treo lên này chưa? À, em Cam treo ở đây rồi. Ôi đứng thấp quá. Đây để anh treo lên chân chỗ này cho nó cao. Ô cái kẹo khổng lồ đấy à. Mình phải chọn chỗ nào phía trước này này. Để anh. Cái kẹo khổng lồ này nó rất là nặng. Thế nên mình sẽ phải tìm cái cạnh nào mà nó không tầm khoảnh á. Đây sẽ treo vào đây nhá. Ô đây. Có vẻ như nó bị che nhiều quá. Hình như cái kẹo đây chúng mình sẽ dùng cắm ở bên trong thì hợp lý hơn đấy. Cắm vào bên trong à? Cắm vào như này đúng không? Đúng rồi. Được rồi. Thế thì mình sẽ kiếm một cái gì đấy để buộc cái kẹo này vào bên trong. Ui cẩn thận nào. Ui mày đôi được cái chân của nó dài ra như thế. Em Cam vừa làm thế nào vậy? Ê cậu ơi, đây là một cái con lừa này nó có thể kéo dài chân ra. Thế? Wow, nó thì có thể đứng cao được các bạn ạ. Amazing. Cái đấy là anh mua chứ. Bây giờ mình sẽ cho những cái con người tuyết này đứng. Và ông già Noel cùng con lừa đứng ở bên dưới cây thông Noel. Đúng rồi. Đây, mình sẽ để người tuyết đứng ở đây. Ông già Noel sẽ đứng ở chỗ nào nhỉ? Ông già Noel sẽ đứng ở giữa. Đứng ở giữa. Bởi vì ông già Noel chính là nhân vật chính mà đúng không các bạn ơi? Đúng rồi, thế thì ông già Noel đứng ở đây. Rồi, ông già Noel đứng ở đây nhá. Còn con lừa này, để anh xem nào. Con lừa này quá nặng. Được rồi, đây sẽ cho con lừa đứng kẹp vào giữa cái cây này như thế này để cho nó không bị đổ. Con Cam lấy cho anh người tuyết nữa nào. Hộp quà mình sẽ để ở đây như thế này. Người tuyết đằng sau nữa. Đó, một người tuyết khổng lồ. Bên này anh sẽ cho người tuyết mini bởi vì có con lừa Cam rồi. Đây, còn phía bên này mình sẽ cho người tuyết khổng lồ. Đây là người tuyết mẹ đen nhìn ơi. Đây là người tuyết mấy ạ? Đây, người tuyết cho hai tay lên đây nhá. Đẹp quá cậu ơi. Bọn mình trang trí cây thông Noel đã quá là đẹp rồi các bạn ơi. Bây giờ cứ ngồi đây chờ ông già Noel đến đúng không em Cam? Tới ông già Noel á, hát quà sẽ không để bọn mình biết đâu. Chính vì vậy, bây giờ bọn mình sẽ dọn dẹp hết chỗ này cho sạch sẽ đi. Và lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau mở mắt ra kiểu gì cũng sẽ nhận được rất nhiều quà. Nào, các ơi, dọn dẹp thôi.